Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh ở phiên Âu ngày hôm qua 19 tháng 7, khi tỷ giá đồng đô la bật tăng từ mức đáy của 4 tháng. Một số chuyên gia dự báo, nếu cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tái đắc cử, các chính sách kinh tế của Mỹ sẽ có lợi cho giá vàng. Ở trong nước, giá vàng miếng giữ nguyên ở mức 80 triệu đồng một lượng sau khi có phiên tăng mạnh trước đó, trong khi giá vàng nhẫn bốn số 9 đảo chiều hạ nhiệt về sát mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 4 triệu 900 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2 triệu 100 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bốn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức từ 78 triệu 500 cho đến 78 triệu 800 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 76 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 80 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 80 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại PNG 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 78 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 679 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 32 triệu 179 nghìn đồng một lượng đến 77 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, vàng tụt giá khi đồng đô la Mỹ hồi phục mạnh trong phiên ngày hôm thứ Sáu sau khi rớt xuống đáy của 4 tháng trong phiên trước đó. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 0,5% lên mức
104,37 điểm. Đồng bạc xanh hồi giá sau những số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ. Báo cáo từ Bộ Lao động của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần vừa qua của nước này đã tăng 20.000 so với tuần trước đó, lên mức 243.000 đơn, cao hơn mức dự báo 229.000 đơn mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, đây không được xem là một sự suy yếu mạnh mẽ của thị trường lao động. Bên cạnh đó, một thước đo về hoạt động sản xuất công nghiệp của vùng Trung Atlantic cho thấy hoạt động tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong tháng 7 nhờ lượng đơn hàng mới tăng. Ngoài ra, vàng giảm giá còn do nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng lập kỷ lục mới mọi thời đại trong phiên nghỉ hôm thứ Tư. Dù vậy, chuyên gia Russell Shaw của công ty Trader cho rằng triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn là tăng, do Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất trên cơ sở niềm tin rằng lạm phát đã được kiểm soát. Cũng theo ông, bất ổn địa chính trị và nhu cầu của các ngân hàng trung ương cũng là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng trong dài hạn. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng trên 90% Fed sẽ giảm lãi suất đầu tiên cho cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, trong một báo cáo ngày 18 tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khuyến cáo Mỹ nên đợi tới cuối năm 2024 mới hạ lãi suất. Trước đó, Chủ tịch Fed ông Powell cho biết, những số liệu công bố gần đây đã làm gia tăng niềm tin rằng lạm phát đã giảm rất ổn định về với mục tiêu mà Fed đưa ra là 2%. Bên cạnh đó, nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ họ ngày càng lạc quan rằng lạm phát đang đi đúng hướng và giảm về mức mục tiêu. Ông Daniel Hay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ngân hàng ANZ đánh giá, chưa có thời điểm nào vàng được hỗ trợ tốt như hiện tại, trong đó có lạm phát suy giảm, địa chính trị bất ổn và đồng đô la Mỹ suy yếu. Ở khía cạnh khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Năm, một động thái không nằm ngoài dự báo. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB để ngỏ khả năng hạ lãi suất vào tháng 9, tín hiệu này cũng góp phần khiến cho đồng euro sụt giá so với đồng đô la Mỹ. Nhà phân tích Aslan Ali của công ty FX Empire cho rằng yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng ở thời điểm này vẫn là khả năng Fed sắp giảm lãi suất. Vị chuyên gia này nhận định, ngoài ra, việc ông Donald Trump chủ trương giảm thuế, hạ lãi suất và tăng thuế quan cũng có lợi cho giá vàng. Lập trường chính sách này nếu trở thành hiện thực trong trường hợp ông Donald Trump thắng cử, sẽ gây ra áp lực lạm phát và có thể sẽ khiến đồng đô la Mỹ suy yếu. Khi đó, vàng sẽ phát huy mạnh hơn vai trò kênh đầu tư an toàn. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.